Xe Tesla vừa rời đại lý đã rơi vô lăng. U là trời ơi, độc lạ USA nè bà con. Chủ sở hữu chiếc Tesla Model Y đã đăng tải bài viết lên Twitter và tiết lộ rằng vô lăng của xe đã bị rơi khi anh ấy đang lái xe cùng gia đình. Một người dùng Twitter đã thuật lại sự việc xảy ra với chiếc xe điện Tesla Model Y mới nhận từ đại lý ngày cuối tháng 1 năm 2023. Theo đó, khi anh đang lái chiếc xe này trên đường cao tốc thì vô lăng của xe đột nhiên bị tách ra khỏi cột lái. May mắn thay, không có chiếc ô tô nào đi phía sau và anh ấy đã có thể nhanh chóng tấp vào lề cạnh giải phân cách trung tâm. Chiếc xe điện sau đó đã được cứu hộ và đưa đến một trung tâm dịch vụ của Tesla. Tuy nhiên, các vấn đề không dừng lại ở đó. Sau khi thông báo cho Tesla về vấn đề này, hãng xe điện Mỹ đã bắt tay vào điều tra và nhanh chóng gửi cho anh hóa đơn yêu cầu sửa chữa trị giá hơn $100. Chủ xe đã khá sốc vì không nghĩ rằng mình phải trả tiền sửa chữa cho sự cố này. Chủ bài viết đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với đại diện Tesla trên Twitter với nội dung chính là yêu cầu hãng hoàn lại tiền đầy đủ. Tuy nhiên, đại diện Tesla đã từ chối thẳng thừng với lý do hãng không có chính sách hoàn trả, chủ xe sẽ phải liên hệ với đại lý bán xe để đưa ra yêu cầu. Tôi đã mất niềm tin vào Tesla và rất cảm kích nếu đại lý thu hồi lại chiếc xe và hoàn trả đầy đủ tiền. Tôi cảm thấy độ an toàn quan trọng hơn xe trang bị nhiều công nghệ, chủ xe chia sẻ.